Hôm nay đã là ngày 25 tháng 12 của năm 2024 rồi, và chúng ta đã gần kết thúc năm 2024 đầy bùng nổ với lĩnh vực quạt tản nhiệt nói riêng và lĩnh vực công nghệ nói chung. Vẫn như mỗi năm thôi, thì tháng cuối cùng mình sẽ dành ra để tổng hợp về quạt tản nhiệt, những quạt ngon nhất trong tầm giá này, những quạt đáng mua nhất trong năm này, những quạt có thiết kế này kia trong năm này, và video mà mọi người quan tâm nhất chắc chắn là những quạt tản nhiệt mà mạnh nhất trong năm rồi. Và năm 2024 này cũng không ngoại lệ, mình sẽ tiến hành tổng hợp cho mọi người ba quạt tản nhiệt có hiệu năng theo đúng nghĩa đen là mạnh nhất trong năm 2024 này mà mình từng được trải nghiệm. Trước khi đi vào chi tiết ba quạt tản nhiệt được xứng danh trong năm 2024 này, thì mình sẽ có một số lưu ý như sau. Đương nhiên sẽ ưu tiên về phần nhiệt độ trước, rồi mới tới những thứ khác, chẳng hạn là phần phụ kiện hay là phần thiết kế bla bla này kia các thứ. Chắc chắn chúng ta phải ưu tiên về phần nhiệt độ trước, nó mới đúng theo cái tính chất của cái video này. Thứ hai là mình sẽ loại bỏ luôn cái phần giá, chúng ta sẽ không nói về phần giá trong cái video này. Và cái lưu ý cuối cùng đó là mình chỉ xét những quạt tản nhiệt mà mình đã làm trong năm 2024 này, chứ không xét những quạt tản nhiệt mình chưa được trải nghiệm mọi người nhé. Cái quạt tản nhiệt đầu tiên chắc chắn sẽ là top 3, đó là Emma Cooler 4G đến từ nhà Blacksat. Đây là một quạt tản nhiệt có thể nói là có hiệu năng rất là tốt trong năm nay, cũng như là phần thiết kế nó cũng rất là ok và được mọi người cũng như là bản thân mình đánh giá là em quạt tản nhiệt hoàn hảo nhất trong năm 2024 này. Thật sự thì mình cũng rất muốn đưa em Fun Cooler 4G của nhà Blacksat vào, nhưng mà tiếc là chỉ là top 3 mà thôi, chứ không phải là top 4 hay là top 5, nên là mình không thể đưa em Fun Cooler 4G này vào được. Em Fun Cooler 4G và em Ma Cooler 4G này thì nó có cái hiệu năng là như nhau mọi người nhé, nhưng mà về phần thiết kế thì nó sẽ khác nhau. Và bản thân mình đánh giá thì phần thiết kế của em Ma Cooler 4G nó sẽ ok hơn, nó sẽ tốt hơn so với con Fun Cooler 4G. Nó sẽ là quạt tản nhiệt tự tính, nhưng mà nó có thể sử dụng cả phần ngàm nữa, và phần ngàm của này được đánh giá là phần ngàm tốt nhất mà mình được trải nghiệm trong năm 2024 này. Có thể gọi là siêu cứng chắc và thật sự là rất là chất lượng ở trong năm 2024 này luôn. Nên là em Fun Cooler 4G này mới không được xuất hiện chính thức ở trong video top 3 này, và chỉ được mình nhắc qua như vậy mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau nói thêm một tí về Emma Cooler 4G này đi. Ngay mà khi ra mắt ấy, rõ ràng em là một trong những em quạt tản nhiệt gây ra cái cơn chấn động trong cái làng quạt tản nhiệt nói chung. Và bản thân mình thì mình cũng cảm giác là nó có một cái sức hút rất là mạnh liệt. Từ phần ngoại hình thì nó rất là bắt mắt rồi, các bạn có thể nhìn thấy này. Và chắc chắn trong cái năm nay em này là em quạt tản nhiệt mà xuất hiện nhiều nhất ở trên kênh của mình luôn. Ngoài phần thiết kế thì mình đã phân tích khi nãy, khi mà so sánh với em Fun Cooler 4G, chất lượng build này, phần LED cũng như là phần nhiệt độ thì nó được xếp hạng là top tier trong năm 2024 này. Chỉ có cái phần áp ấy, cái phần áp điều khiển của em này thì nó hơi không có sự update, nó sẽ thua thiệt so với nhà LightDG. Còn lại mọi thứ của em Fun Cooler 4G này thì nó rất là tốt. Cũng vì cái phần áp này thì em này nó sẽ có một cái điểm yếu như thế này, đó là nó không thể chỉnh được cái phần công suất, phần sức mạnh của em nói nó xuống sâu một tí. Cái mức sàn của em này nó còn quá mạnh mọi người nhé. Thì đây cũng là một cái điều mà mình thấy là mọi người cũng phàn nàn khá là nhiều. Và cơ bản thì em này chỉ có một cái điểm yếu như vậy mà thôi. Nếu mà trong thời gian tương lai Blacksat còn làm việc, còn update cho em này, thì mình mong là có một cái bản cập nhật nào đó nó sẽ fit được cái việc này. Một cái tính năng rất là đơn giản, ví dụ là chúng ta sẽ giới hạn ở cái mức nhiệt độ nào đó từ khoảng tầm 0 cho tới 15 độ C đi, chỉ cần tới 15 độ C thôi. Đấy, giới hạn ở mức 15 độ C thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Đối với top 2, đây là một em quạt tản nhiệt mình hay được gọi là bán nước. Em quạt tản nhiệt này sẽ vừa sử dụng nước và vừa sử dụng khí để tản nhiệt cho con sò. Mã của em này là DL19 đến từ thương hiệu Cooler Address mọi người nhé. Và đây là em quạt tản nhiệt đã đánh bại cái phần nhiệt độ của em Emma Cooler 4G từ phần nhiệt độ này và những phần tính năng liên quan tới phần nhiệt độ luôn. Cái mức sàn của em này ấy, thì nó cũng thấp, chế độ AI nó cũng thông minh hơn, và cái mức trần của em này ấy, thì nó cũng cao hơn so với con Emma Cooler 4G ở top 3. Và đây là một cái video nó liên quan tới phần nhiệt độ nữa, nên là chắc chắn em này sẽ phải đứng trên em Emma Cooler 4G rồi. Cái điểm yếu duy nhất mà chúng ta có thể nói cho em này đó là về tính di động cũng như là cái kích thước của em này nó sẽ hơi to. Như các bạn đã thấy này, với một con Emma Cooler 4G trong lòng bàn tay của mình và một em DL19 thì nó sẽ có cái phần kích thước nó rất là chênh lệch. Thiệt ra nếu mà chúng ta nói con này nó không có tính di động thì nó hoàn toàn sai, bởi vì nó có tính di động, chỉ là nó to hơn so với những con quạt bình thường mà chúng ta hay sử dụng mà chúng ta hay thấy mà thôi. Chứ nếu mà chúng ta đánh giá nó không có tính di động là hoàn toàn sai. Và đây là cái điểm yếu mà mình thấy duy nhất ở trên em này mà chúng ta có thể đem ra để so sánh được. Còn những phần khác thì nó thật là nó làm rất là tốt và nó rất là tròn vai về cái tính năng của nó rồi. Nhiệt độ cũng tốt, tính năng cũng tốt nè, tắt được đèn LED, nhiều cái độ công suất, và đặc biệt chế độ AI thì nó hoạt động tốt hơn gần như là tất cả những con mình từng được trải nghiệm luôn. Nếu mà các bạn quan tâm về video so sánh giữa hai con này thì mình đã có làm một khoảng thời gian về trước. Khi mà các bạn xem cái video mà chi tiết của mình ấy thì các bạn sẽ thấy là con DL19 nó đánh bại ở từng phần so với con Emma Cooler 4G luôn. Đến với em quạt top 1 thì mình nghĩ là chắc có lẽ mọi người sẽ hơi bất ngờ. Nếu mà các bạn không tìm hiểu nhiều về cái lĩnh vực quạt tản nhiệt thì chắc có lẽ các bạn sẽ không biết. Đây là em top 1 của chúng ta. Mọi quạt có thể nói là mình rất ghét làm cái thumbnail của nó khi mà mình lên video. Đó là em Z37SE, mọi quạt tản nhiệt siêu đặc biệt luôn. Đây là mọi quạt tản nhiệt rất là độc lạ và duy nhất sử dụng cái cơ chế hoàn toàn sử dụng nước để tản nhiệt cho con sò mà mình đã làm trong năm 2024 này. Về phần sức mạnh của em này ấy, thì nó rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta sẽ có thể control được. Chúng ta muốn tăng thì tăng, chúng ta muốn giảm thì giảm. Bởi vì ấy, em này sẽ sử dụng nước là hoàn toàn,
Và khi mà chúng ta thay đổi về phần nhiệt độ nước ấy, thì phần hiệu năng của ông này nó cũng sẽ thay đổi luôn. Mình đã có làm một cái video so sánh giữa con Z37SE này khi mà mình bỏ nước đá vào và mọi quạt tản nhiệt tự chế. Và đương nhiên ở trong video này thì mình sẽ không nhắc tới những quạt mà chúng ta tự chế, chỉ nói về những quạt thương mại mà thôi. Thì ở trong video đó các bạn sẽ có thể thấy là khi chúng ta sử dụng nước đá, cái nhiệt độ của em này nó đẩy xuống một cái mức đỉnh nóc kịch trần luôn. Ở cái nhiệt độ môi trường gần 40 độ C nhưng mà có thể giảm được -20, -10 mấy, -20. Thật sự thì một cái sức mạnh vô tiền khoáng hậu mà chắc có lẽ là về những năm sau chúng ta vẫn phải nhắc tới em này. Nhưng mà em này sẽ có cái điểm như thế này, mình hay gọi đó là cái thời gian sử dụng. Bởi vì ấy, nó sẽ sử dụng hoàn toàn là nước để tản nhiệt cho con sò, nên là cái phần nhiệt độ nước nó cũng sẽ tăng lên nhanh hơn so với những con quạt tản nhiệt như là DL19. Cái nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới nước ấy, thì nó sẽ rất là ít. Chắc chắn cái phần này thì bạn nào cũng đã biết khi mà chúng ta đã học những tính chất vật lý của chất lỏng ở những cái năm cấp 1, cấp 2. Và khi đó thì các bạn sẽ mắc công cần chăm thêm nước, cần thay nước, hoặc là các bạn cần thêm đá này kia. Nhưng mà cứ tóm lại một điều như thế này, đang quạt tản nhiệt Z37SE này nó có một cái mức trần thật sự rất là kinh khủng. Ngoài phần nhiệt độ ra thì em này nó sẽ đặc biệt hơn so với những em khác, nó có tính di động mọi người nha. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng ấy, thì nó vẫn cồng kềnh, nó có tính di động rõ ràng. Mọi người nhìn một cái dây lủng lẳng như thế này thì mọi người nghĩ nó có di động hay là không? Có thể là nó sẽ không bằng với những con quạt tản nhiệt bình thường mà chúng ta hay sử dụng, nhưng mà thật sự con này nó rất là di động. So với những em quạt tản nhiệt như là DL19 thì cái tính di động nó cao hơn nhiều. Nhưng mà khi sử dụng ấy, như mình đã nói, bởi vì nó cần sử dụng nước, đây là cái máy bơm của nó, thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái thứ gì đó đựng nước để chúng ta có thể sử dụng được em này. Nên là mình mới nói di động thì vẫn là di động cao, nhưng mà khi sử dụng thì nó vẫn cồng kềnh. Còn một phần nữa mà em này nó sẽ hơi đặc biệt hơn so với hai em đầu tiên, đó là về phần mức giá. Ban đầu thì mình đã nói là không tính về phần giá, nhưng mà cái phần này nó cũng hơi đặc biệt, nên là mình muốn nhắc riêng ở em này. Bởi vì hai em kia thuộc về quạt tản nhiệt cao cấp, nên là cái mức giá của hai em kia nó cũng hơi như thế này. Nhưng mà với em này ấy, thì chúng ta chỉ cần bỏ 400, hơn 400 một xíu thì chúng ta đã có thể sở hữu em này được rồi. Ngoài best performance ấy, thì em này còn là best B trên B nữa mọi người nhé. Trước khi kết thúc video thì mình cũng xin nhấn mạnh lại một điều nữa, đó là mình chỉ tính những em quạt tản nhiệt mình thử trải nghiệm này là những phiên bản mà kiểu như là thương mại ấy, chứ không tính tới những em quạt tản nhiệt và độ chế mình đã từng làm mọi người nhé. Và lời cuối ở trong video này thì mình cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong năm 2024 vừa qua. Rất mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong năm 2025 sắp tới. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng ngần ngại để lại cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ tinh thần của mình để tiếp tục ra những video về quạt tản nhiệt và những cái thiết bị công nghệ liên quan trong năm tiếp theo và những năm tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.